Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 5 tầng rẻ nhất quận Hà Đông, chỉ hơn 1 tỷ 8 với một ngôi nhà sổ đỏ chuẩn chỉnh. Ban giao nhà luôn cụm dự án này thì 7 căn đã bán 6 căn và còn duy nhất một căn thôi thưa quý vị. Và căn nhà này thì sổ sách chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng, giá bán 1 tỷ 850 triệu, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và như ngôi nhà này quý vị có thể trả trước 600 700 triệu tiền mặt, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất, tối đa 30 năm, tối thiểu 3 năm, đến từ những ngân hàng uy tín nhất BIDV, ngân hàng uy tín của nhà nước. Và căn nhà này thì bán giao nhà được luôn mọi người ạ. Đường ngõ thực tế trước nhà cách có 20 m là ra tới trục chính, đường ô tô đi lại, còn ngõ trước nhà được 2 m, xe máy đi thoải mái. Đó. Căn nhà được thiết kế và xây dựng là 5 tầng, tầng 1 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, cửa chính cho quý vị. Thiết kế ở đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà đã hoàn thiện xong hết 100%, đúng như hiện trạng quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay. Thiết kế nhà xây mới hoàn toàn, riêng biệt, độc lập từng căn. Với phần vị trí của nó thì gần với lại trục đường quốc lộ 6, cách 500 m là ra tới trục đường quốc lộ 6, thuận tiện và phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Tính từ vị trí ngôi nhà này cách với bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 4 km thì nó cũng cách với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh khoảng tầm 4 km quý vị ạ. Tiện ích đi lại, giao thông thuận tiện. Nói chung với cái giá bán cả nhà và đất chỉ hơn 1 tỷ 8 mà đi lại thì Ngọc Anh khuyến khích khách hàng là làm ở Hà Đông hoặc là cùng lắm lên Nguyễn Trãi Thanh Xuân thôi, còn nếu như mà xa quá thì mọi người có thể cân đong đo đếm quãng đường đi của mình xem là có phù hợp hay không, phù hợp với tầm tài chính của quý vị hay không. Nếu như mà nâng tầm tài chính lên thì quý vị có thể mua được gần hơn, còn với tầm tài chính này thì quý vị chỉ có thể mua được ở đây thôi. Nó vẫn là thuộc quận Hà Đông, phường Biên Giang là một trong những phường mà cái quỹ đất của nó còn nhiều thì nó mới có cái giá bán như thế này, chứ không phải là nhà xây chất lượng kém, chất lượng ẩu hay là nọ kia đâu, bởi vì nhà người ta xây cũng rất là kiên cố và cẩn thận quý vị ạ. Có điều cái vị trí của nó thì nó ở xa, nó là vùng ven, thuộc quận nhưng mà vẫn là vùng ven chứ nó không phải đi vào trung tâm. Ngoài phòng khách thì đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Phần phòng bếp chủ nhà hoàn thiện hết đầy đủ chỉn chu cho quý vị. Tủ bếp rồi là ở đây thì thiết kế đầy đủ là xung quanh bếp, ốp bếp này, mặt bếp cũng vậy, phụ kiện bếp chất liệu inox 304 đi kèm. Đấy, phù hợp cho một hộ gia đình sử dụng. Thiết kế công năng vẫn được 3 phòng ngủ, 5 tầng, 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, để xe, sân cổng riêng rõ ràng, gần với lại chỗ gửi xe ô tô ngày đêm thoải mái cho quý vị nếu như quý vị nào có ô tô. Ngoài phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng công năng ở phía dưới. Tầng 1 đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Rồi là toàn bộ hệ thống cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế ở đây cho quý vị toàn bộ là gỗ. Tay vịn cũng vậy, mặt bậc của bậc ốp đá granite. Như vậy Ngọc Anh đã review cụ thể đường hướng vị trí cho quý vị rồi. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và hướng nhà là hướng Tây Bắc trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị. Mỗi một tầng, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế. Mỗi một tầng một phòng vệ sinh. Đây là phần tầng 2 ạ. Phòng ngủ rất là rộng, vuông vắn, cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa, lắp đặt đầy đủ, sàn gỗ ở dưới chân của anh, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, lắp đặt xong hết rồi đó. Nhà có như thế nào thì quý vị đến xem là như vậy, đúng như hiện trạng, sổ đỏ bàn giao nhà luôn, sáng mua chiều về ở. Còn nếu như mà quý vị cần hỗ trợ ngân hàng thì thủ tục hồ sơ chỉ trong một tuần là xong hết. Đây là phần phòng vệ sinh, phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2 của ngôi nhà rất là rộng thoáng, đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo, hệ thống sen tắm đầy đủ. Rồi trong phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ và thoáng, màu sắc rất là nhã nhặn. Cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh đồng thời thiết kế là cửa home cho quý vị đó, rộng rãi thoáng. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Về tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như tầng 2, giống hệt tầng 2. Nhà vệ sinh đặt ở phía bên ngoài, cầu thang ở góc cuối và
một phòng ngủ ở phía bên ngoài quý vị ơi. Đây, hướng nhà này là hướng Tây Bắc, quý vị nào mà hợp với hướng Tây Bắc mà với tầm tài chính đấy thì đừng bỏ lỡ, bởi vì ngôi nhà này theo như nhận định cá nhân của anh thì nó rất là hợp lý, thoáng, mát. Đấy, hướng Tây Bắc nhưng mà đằng trước là có nhà chắn rồi, cho nên nó rất là thoáng. Tất cả các phòng được thiết kế sàn gỗ này, hệ thống trần thạch cao này, với 30 mét thiết kế mỗi một tầng một phòng, cho nên quý vị có thể nhìn thấy rất là rộng. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài. Đây, sen cây, quạt hút mùi, cửa sổ thông thoáng. Trên phòng vệ sinh ở tầng 3 này thì chủ nhà ốp loại gạch khác so với tầng 2 quý vị nhé. Rồi là cái hành lang đi vào nhà, đi vào phòng thì là lát gỗ chứ không phải là sàn gỗ, tránh cái việc nước non ở phần phòng vệ sinh ra. Nói chung chủ nhà thiết kế tương đối chỉn chu, đầy đủ và cẩn thận. Mời quý vị theo em lên tiếp theo tầng 4 của ngôi nhà. Và công năng sử dụng ở phần tầng 4 nó có khác hơn một chút so với tầng 3 và tầng 2. Trên tầng 4 chủ nhà thiết kế cho quý vị đây, một phòng chờ để quý vị có thể để máy giặt. Đó, hoặc là ví dụ đây là bàn giao theo hiện trạng như thế này quý vị nhé. Nếu như quý vị thích lắp thêm thiết bị vệ sinh thì quý vị lắp, còn không thì quý vị chỉ lắp máy giặt thôi. Đó, đồng thời thiết kế ở đây là một phòng riêng là phòng thờ và một phòng ngủ nữa. Cho nên tại sao Ngọc Ánh chia sẻ với quý vị là ngôi nhà này vẫn thiết kế được 3 phòng riêng, 3 phòng ngủ riêng biệt. Duy chỉ có tầng 4 này thì là cái phòng ngủ nó hơi nhỏ một chút thôi, chứ còn tầng 2, tầng 3 thì rất là rộng, thoáng. Và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này với một giá hơn 1 tỷ 8, sổ đỏ, bán giao nhà luôn, công năng sử dụng như vậy thì có phù hợp và hài hòa với quý khách hàng hay không? Dạ vâng, với tầng cuối cùng của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị đây, một mái riêng, một trên cái tầng này là toàn bộ là lợp mái tôn, vừa chống nắng vừa thêm một cái không gian diện tích sử dụng ở bên trên, đồng thời phơi quần áo, trồng cây, bồn nước ở trên này. Như Ngọc Anh chia sẻ phía dưới tầng 1 ấy, hồ sơ điện nước riêng thì ở trên phía tầng 5 của ngôi nhà này là chủ nhà lắp cho quý vị một bồn nước một khối, và phía dưới tầng 1 là có bể ngầm 2 khối 8 và hệ thống máy bơm tự động bơm nước từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 này quý vị ạ, để sử dụng cho cả nhà. Đây là xung quanh. Với ngôi nhà này không gần đình chùa miếu mạo. Đó, Ngọc Anh chia sẻ luôn, không gần đình chùa miếu mạo, không lỗi phong thủy, giá bán hợp lý, sổ đỏ pháp lý rõ ràng. Quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn thực tế trước khi đi xem nhà. Tất cả tư vấn và đi xem nhà đều là free, hoàn toàn là miễn phí quý vị nhá. Số điện thoại Ngọc Ánh hai số duy nhất trên màn hình 0983013403 hoặc 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.